trong ngày Tết thì không thể thiếu các loại hạt như hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương, hạt điều, hạt dẻ. Năm 2003, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đưa ra khuyến cáo, các bằng chứng khoa học cho thấy sử dụng khoảng 42,5 gram hạt dạng đậu hay hạt dầu béo mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Ngoài ra, chúng cũng rất giàu các vitamin nhóm B, B1, B2, B3, B6, B9, giúp tăng cường chuyển hóa hấp thu các chất dinh dưỡng như glucid, protein, đặc biệt hàm lượng chất xơ cao nên có tác dụng chống táo bón. 1. Hạt dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, dưỡng da, chống oxy hóa và chống mệt mỏi. Có thể dùng làm bữa ăn nhẹ xen kẽ cho người đái tháo đường do có tác dụng điều hòa đường huyết, kích thích hệ thần kinh và hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Tuy nhiên, mỗi ngày không nên ăn quá 30 gram. 2. Hạt hướng dương. Loại hạt này cũng khá thông dụng trong ngày Tết. Hạt hướng dương được đánh giá là loại thức ăn rất có lợi cho sức khỏe, là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời, một chất bảo vệ cơ thể chống sự tấn công của các gốc tự do, làm tổn thương tế bào và ngăn sự oxy hóa của cholesterol. Nhờ đó làm giảm các bệnh lý do viêm như viêm khớp, viêm xương, suyễn, ung thư trực tràng, biến chứng đái tháo đường, cơn bốc hỏa sau mãn kinh, xơ vữa động mạch. Hạt hướng dương cũng cung cấp rất nhiều vitamin B1, mangan, magie, đồng, selen, phosphor và vitamin B5. 3. Hạt bí ngô. Trong 100g hạt bí có tới 265mg phytosterol, chỉ sau mè và hướng dương. Hàm lượng chất béo không no trong hạt bí ngô rất cao, với axit oleic chiếm 30,5-40,8% và axit linoleic chiếm 42,1-51,5%. Hạt bí ngô có đủ các protein và các khoáng chất và một số axit amin khác. Ngoài ra, hạt bí còn được nhắc đến với tác dụng phòng ngừa phì đại tiền liệt tuyến, loãng xương ở nam giới, sỏi thận, ngừa bệnh tim mạch và tăng khả năng hoạt động của não. 4. Hạt điều. Trong hạt điều cũng chứa các axit béo có lợi, giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Hạt điều chứa rất nhiều magie, cứ 100g cung cấp đủ 73% nhu cầu khuyến cáo hàng ngày của một người khỏe mạnh, khoảng 292mg, nhờ đó giúp hệ cơ xương khỏe mạnh. Hạt điều có vai trò chống tăng huyết áp, vọc bè, nhức đầu, căng thẳng, mệt mỏi, uể oải. Hạt điều cũng làm giảm nguy cơ sỏi mật, giảm sự phát triển của vi khuẩn gram dương và giảm sâu răng, trứng cá. 5. Hạt dẻ cười. Đây là loại hạt chứa nhiều vitamin B6 nhất, có tác dụng cải thiện quá trình chuyển hóa protein và tăng cường miễn dịch, giúp giảm nồng độ homocysteine máu. Hạt dẻ cười rất giàu chất xơ nên tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, nó chứa nhiều chất chống stress và chống viêm nhất trong các loại rau trái cây có cùng trọng lượng. Trong hạt dẻ cười cũng chứa nhiều lutein nên tốt cho mắt và mạch máu. 6. Hạt hạnh nhân. Một nắm hạt hạnh nhân mỗi ngày đã chứa 50% nhu cầu hàng ngày của vitamin E, vì thế chúng có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Chúng còn chứa hai loại vitamin B giúp vượt khỏi các ảnh hưởng của stress. Đây là loại thức ăn lý tưởng trong chế độ ăn cho người đái tháo đường và các bệnh rối loạn glucose niệu. 7. Hạt lạc. Hạt lạc là nguồn cung cấp axit béo không no quan trọng, đồng thời được xếp hạng tốt trong thức ăn cung cấp mangan, tryptophan, niacin, vitamin B3, đồng, protein, vitamin E, do đó giúp bảo vệ tim mạch. Trong lạc có chứa nhiều chất chống oxy hóa, với hàm lượng tương đương trong dâu và quả mâm xôi, cao hơn trong cả những loại rau trái tốt như trái táo, cà rốt, củ cải đường. Lạc còn giúp tăng tuần hoàn não, giảm nguy cơ đột quỵ và ngăn ngừa ung thư trực tràng, bệnh sỏi mật, bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer. 8. Hạt mắc ca. Hạt mắc ca đã được mọi người truyền tay nhau vì mùi vị đặc biệt thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy mà loại hạt này được biết đến như nữ hoàng của các loại hạt. Hạt mắc ca được biết đến với 7 lợi ích cho sức khỏe về tim mạch, chống oxy hóa, giàu protein, tốt cho xương, tăng cường hoạt động não bộ cho đến hỗ trợ điều trị táo bón hay có lợi cho việc giảm cân. 9. Hạt ốc chó. Cũng tương tự hạt điều hoặc mắc ca, hạt ốc chó chứa nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe tim mạch, chống oxy hóa. Các chất có trong hạt ốc chó giúp chống lại các tổn thương oxy hóa trong cơ thể, bao gồm cả thiệt hại do cholesterol xấu bị oxy hóa dễ tích tụ trong động mạch, gây xơ vữa động mạch.